Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hoàng Trọng Thuật Và nếu như bạn đang phân vân không biết làm thế nào để tắt cái trạng thái hoạt động của mình ở trên Facebook Để đảm bảo quyền riêng tư và lướt Facebook mà không có ai nhìn thấy bạn đang online Thì video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trên máy tính các bạn nhé Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Thì ở trên giao diện Facebook của máy tính, các bạn rẽ chuột lên cái tab Messenger các bạn nhé Tab này, và chúng ta nhập vào đây Tiếp tục thì chúng ta lại chọn vào dấu ba chấm ở trên cung của Messenger các bạn nhé, nhập vào đây. Tiếp tục các bạn chọn vào trạng thái hoạt động các bạn nhé, chúng ta sẽ nhập vào đây. Và đây các bạn có thể thấy được là trạng thái hoạt động của chúng ta đang bật, có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy những người khác họ đang sử dụng Messenger và online cũng như là những người khác họ cũng đang nhìn thấy chúng ta online. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là tắt cái chức năng này và khi chúng ta tắt chức năng này á thì chúng ta sẽ ẩn mình ở trên Facebook và những người khác, những người bạn bè của chúng ta họ sẽ không biết chúng ta đang online hay không. Thì và đồng nghĩa với việc chúng ta cũng không biết là bạn bè của chúng ta đang online hay offline các bạn nhé. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta tắt cái trạng thái hoạt động ở trên Facebook. Bây giờ chúng ta muốn đặt lại, chúng ta sẽ nhấn vào đặt lại ha. Hoặc là nếu như chúng ta muốn giữ nguyên cái cài đặt này, chúng ta nhấn vào lưu các bạn nhé. OK, đó là cái cách mà chúng ta tắt cái trạng thái hoạt động ở trên Facebook để ẩn pin và hoạt động trên Facebook mà không để cho ai biết cả. Rồi, hy vọng cái thủ thuật này sẽ hữu ích với các bạn. Hãy cho thật một like video và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video tiếp theo nhé. Xin chào.